Mình đập cái mất tiêu luôn. Mà trên này có mưa axit nữa. Ui mấy bé này ổn không đây? Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng. Ở tập trước á, thì mình đã tạo ra một cánh cổng và dẫn tới thế giới Twilight Forest này rồi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá ở thế giới này tiếp nha. Nhưng mà trước khi tiếp tục á, thì mình sẽ trở về nhà để lấy một vài cái lọ thủy tinh trước cái đã. Và công dụng của nó là mình sẽ lấy thật là nhiều máu rồng về. Vì các bạn có biết rằng ở thế giới Twilight Forest, những cái hang rồng nó sẽ lộ thiên ở phía trên luôn. Mình có thể dễ dàng tiêu diệt và farm thật là nhiều máu rồng mang về luôn á. Nhưng mà đầu tiên thì mình cần phải lấy những cái lọ thủy tinh trước. Coi nào, không biết mình còn không nữa ta. Mình sợ mình hết mấy cái lọ thủy tinh á. Lọ thủy tinh. Đây, mình còn 19 cái lọ thủy tinh nè. Mình sẽ mang thử cái Magic Mirror này coi coi có dịch chuyển về nhà được không nhá. Lỡ tình huống cấp bách mình còn dùng nữa. Và đằng này thì hết những thứ cần thiết rồi. Nhưng mà với 19 cái thì mình không có chế tạo được nhiều ấy. Cho nên bây giờ thì chắc mình sẽ ra ngoài này nè, đào thêm một ít cát rồi mang về nung, tạo ra thật là nhiều những cái lọ thủy tinh trước khi trở lại cái thế giới Twilight Forest đó nha. Ở tập trước á, thì mình có chế tạo được một cái Angry Ender Wind Crown này. Cái vương miện này mình sẽ sử dụng nó trong cái chuyến khám phá thế giới Twilight Forest này thử nha. Theo như mình tìm hiểu thêm một xíu á, thì cái này nó sẽ biến mình trở thành một nữ hoàng của loài Ender á. Tức là mấy con Ender nó sẽ phục tùng theo mình đó các bạn ơi. Chưa biết công dụng nó rõ như thế nào thì mình sẽ mang theo thử nha. Có dịp thì mình sẽ test luôn. Và hiện tại thì nó đang nung những cái cát mà mình cho vào này được 13 rồi. Mình sẽ chế tạo lần lần đi để coi chế tạo được bao nhiêu cái lọ tiếp đây. 31 hả? 31 thì vẫn chưa đâu. Mình sẽ nung hết mấy cái này để coi coi được bao nhiêu rồi tính tiếp nhá. 34 rồi nè. Giờ là tới 1 2 3. 37. Mình nghĩ 37 với thêm 3 lọ nữa đi là khoảng 40 lọ. Chắc là vừa đủ để mình có thể lấy mấy cái máu rồng về rồi. Và giờ thì mình không cần ngủ đâu. Tại vì hồi qua thế giới hoàng hôn nó đâu có tính ở thế giới này đâu các bạn ơi. Giờ thì đi tiếp thôi nào. Và mình còn có nấu mấy cái thịt gas ở tập trước lên nữa. Để một xíu mình đói mình ăn thử coi coi thịt gas nó hồi có nhiều cái đùi gà không nhá. Rồi và giờ thì mình sẽ bắt đầu kích hoạt cái bản đồ này lên để chúng ta có thể quan sát được cái địa hình xung quanh thế giới này nhá. Nó đã mở cái thành tựu rồi kìa. I can see forever. Và xung quanh mình rất là nhiều mấy tòa tháp lít luôn. Và có cả một cái nơi có con rồng ba đầu ở phía trước này nữa nè. Hấp dẫn nha. Rồng ba đầu thì mình chưa có đánh được. Tại vì mình cần đánh mấy con boss theo thứ tự các bạn ơi. Chắc sau khi đánh xong con lít này á, thì mình phải tìm một cái địa hình khác rồi. Và đó giờ thì mình đánh tòa này toàn là trèo lên trên rồi đánh thôi ấy. Lần này thì mình sẽ thử đánh từ từ lên coi coi ở tầng dưới nó có mấy cái đồ gì không nhá, để mình còn lấy mang về nữa. Đây là cái cầu thang đi lên nè. Vứt bớt những thứ linh ta linh tinh trước đi để không thôi. Khối sắt. Mua mấy con này sang dữ ta. Dùng khối sắt để làm vật liệu trang trí luôn. Wow, giàu nha. Sắt không có mà dùng, còn đem lấy đi trang trí nữa. Nè, khói lưu ly nữa nè. Ui, mấy con này nó sang thì có chứ. Được, mấy bạn sang thì mình cứ chôm về thôi. Còn cái này coi còn đường nào lên không ta. Phải xác định hướng coi coi còn đường nào lên không á các bạn ơi. Đi khám phá từ từ lên luôn. Cái này là hết đường rồi nè. Sẵn tiện đó mình coi coi trong tòa tháp này có mấy cái phòng chứa đồ không ấy đã. Tại vì với một cái công trình bự như vậy á, thì mình nghĩ nó sẽ có rất là nhiều căn phòng chứa đồ cho mình lấy luôn. Cái gì đấy? À nhớ rồi. Đây là những cái con quái vật sách các bạn ơi. Khi mình tiêu diệt nó thì nó sẽ rơi ra giấy cũng như là những cái quyển sách cho mình. Cái này là hết đường rồi. Ui cùng đường rồi. Cùng đường mất tiêu rồi. Coi coi ở đây có cái ban công không. Mình ghé qua mình chui vô cái đã. Ui đột nhập gì không biết có sao không ta. lúc này đang đói nè. Để mình test thử cái thịt gas luôn nha. Đây là cooked gas meat. Thịt gas nấu lên. Ăn vô một phát nó hồi ba cái đường gà. Nhưng mà kèm theo hướng bay nữa nè. Bay hai luôn á. Những ai mà không có cánh hay là những cái thứ có thể bay á, thì có thể farm gas để lấy thịt và bay lên trời cũng được.
khá là tốt chứ bộ. Rồi coi nào, mình sẽ tìm đường vô trong trước. Nó đột nhập vô liền. Hello. Tụi tên lính gác này không cẩn thận gì trơn á, mình đột nhập vô mà không hay nữa. Ui tới rồi nè. Ô, đi một lúc thì mình đã tới chỗ trung tâm rồi các bạn ơi. Và phải thật là cẩn thận ở địa hình ở đây nha. Tại vì những cái con này nó thiết kế những cái bẫy giống như vậy nè. Không cẩn thận là thế nào cũng bị rớt xuống dưới á. Đi ra chỗ khác. Dám hay xuất hiện trước mặt mình nè. Mình sẽ tiêu diệt hết luôn. Và đây là căn phòng gì mà tơ nhện không vậy? Đây là căn phòng bỏ trống thôi. Và có cái... Ui con nhện gì ngộ vậy? Nhện màu tím. Ui nhưng mà con nhện này có vẻ là nó nhỏ hơn con nhện độc luôn á. Nhện siêu nhỏ luôn. Nhện tím. Và đây là một căn phòng có một cái con quái vật sắt nè. Mình sẽ tiêu diệt luôn. Đây có thêm loli khối sắt, cũng như là một khối loli trên kia nữa. Mình sẽ lấy về. Đồ miễn phí ngại gì mà không lấy các bạn ơi. Rồi sau đó sẽ vứt lại những thứ không cần thiết đi. Vứt nè. Xương thì mang về cho mấy bé rồng. Làm gì thì làm, phải nhớ mang ít xương về. Rồi đó, giờ thì đi tiếp thôi. Đi lên trên cũng phải cẩn thận nữa. Mấy cái bậc thang này nguy hiểm lắm. Toàn là gà gà để cho mình rớt xuống dưới không nè. Nó giống như vậy nè. Rồi giờ đi lên trên thôi nào. Đánh với con này á, mình không cần váy quá mạnh đâu. Chủ yếu là có bộ giáp và khỏe khỏe xíu để chịu sát thương ấy. Rồi sau đó dùng những cái quả cầu mà chính hắn bắn ra để phá hủy cái lớp khiên của hắn nha. Đó, mình vừa phá được một lớp khiên rồi đó các bạn. Coi nào, bắn tiếp đi. Nè. Đợi hắn bắn rồi mình sẽ phản công lại nha. Đây chuẩn bị bắn nè, bắn đi. Bắn mình. Nó trúng hai cái lớp khiên rồi kìa. Đánh với con này thì từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Ui trời. Ui hắn còn bắn ra mấy cầu lửa nữa. Ui khó canh quá. Chưa canh thật là chuẩn nha. Chuẩn bị nè. Nó ba rồi kìa, ba lớp giáp rồi. Hết cái lớp giáp này á là con lít này nó không còn mạnh đến đâu các bạn ơi. Nó chủ yếu mạnh là nhờ cái lớp giáp phòng thủ đó ấy. Không phá được là mình không thể nào giết được nó luôn. Con này kiểu như nó bất tử. Đó, ui phóng một rồi. Ây da, phóng nổ hoài mấy em bạn. Nè. Đó, rồi xong rồi. Sau khi những cái đàn em bảo vệ bằng lớp khiên đã mất á, thì hắn sẽ còn cái thanh máu bình thường của hắn ta. Và quýnh một phát thành á, lít đóng băng luôn. Lít đóng băng nè. Rồi, mình đã tiêu diệt được quái vật lít. Cũng như đây là cái con boss thứ hai trong cái tòa tháp này á. Và rơi ra một cái lít trophy kìa. Mang về. Quá trời tranh cũng như là kinh nghiệm nè. Tên lít này có vẻ khá là thích treo tranh ở trong phòng của hắn á. Mình sẽ treo lại cho hắn đi. Nó treo lại trả cho người nha. Đây trả nè. Rồi lít trophy. Được hai cái trophy rồi. Và hắn còn rơi ra một cái Scepter of Fortification nữa. Cái này hình như triệu hồi đàn em ra các bạn ơi. Từ từ mình sẽ triệu hồi ra sau. Một cái quần vàng sửa chữa. Wow, hai cái quần vàng sửa chữa luôn. Tốt. Nón hô hấp nè. Tì nó có chất lượng kém nhưng mà mình sẽ tách cái dòng enchant nó ra nhá. Rồi, giờ thì tiếp tục thôi nào. Click đã xong rồi hả? Giờ chắc mình sẽ đập ra ngoài đi cho nó nhanh nhá. Ui chết rồi. À đây, hammer đây. Tưởng đâu mất cái hammer không chứ. Đi ra ngoài một cái nè. Ui. Rồi, ui. À thì ra có cái con cá bạc hay gì mình thấy đập nó lâu. Và lý do mình chế tạo đặt là nhiều á. Đây, các bạn có thấy không? Rồng, hang rồng đó, nó lộ thiên hết trơn ha. Rất là dễ gặp luôn á. Nên mình có thể thoải mái xuống đây và farm. Quýnh con này thì chắc mình sẽ dùng. Ôi dù, chưa. Dùng kiếm băng thử coi giết có nhanh không nhá. Rồi. Cố lên, mình nghĩ chắc cũng mau thôi, con này rồng bé mà. Đó, được một con rồng rồi, giờ thì chôm máu bề và chế tạo những cái Fire Raiden Steel Ingot thôi các bạn ơi. 40 lọ lần mà, thoải mái mà lượm luôn. Rồi, còn xương thì chắc mình sẽ không lấy đâu, để làm cái kiểu như là quá thạch ở chỗ này luôn. Nè, đây là một cái hang rồng bự nè. Ui, trống có Enderman kìa. Chưa, để mình thử nha, coi nó có nghe lời mình không nha. Ui chết. Có cái vương miện của Enderman mà. Cái tên này. Ta là nữ hoàng mà. Nữ hoàng sẽ quýnh nữ hoàng à. Mình có vương miện mà. Ui chết rồi. Cái này có Angry Ender Cloud.
có chữ angry là sao? Là giận mình hả? Angry là kiểu như tức giận đó các bạn ơi. Ui chết rồi. Ta là nữ hoàng Ender mà. Tiếp tới tiếp ta, không đánh nữ hoàng. Ui ui. Ui cái con này nó hổn ngay luôn á. Thôi thôi, không tiếp được thì thôi chứ đâu cần phải quýnh vậy anh bạn. Kỳ thiệt á. Ôi gì là mình biết sai cái công dụng rồi. Chắc là nó có một cái công dụng khác liên quan tới mấy con Enderman đó các bạn ơi. Thôi kệ đi, mặc kệ đi. Giờ thì tập trung vào việc xơi cái con rồng này thôi nào. Đây là một cái con rồng mà rồng này rồng bronze. Và hình như mình chưa có bé rồng bronze nào hết á, đúng không ta? Trứng rồng bronze á. Được á nha, sẵn tiện đây mình sẽ gán farm thêm một cái quả trứng rồng bronze mang về up luôn coi. Chưa có bé rồng bronze nào hết á. Ui ui. Ui đừng có cạp, đừng có cạp. Dám cạp, dám cạp á, hổm nè. Ôi ui, nó gần chết rồi, nó còn vài thanh máu thôi. Dám ăn thịt, ấy á, mắc kẹt. Dám gấp mình, dám gấp mình hả? Sao mày đó, thấy nhanh chưa? Rồi, và ở đây nó còn rất là nhiều mấy cái hang rồng giống như vậy nữa. Thoải mái mà lấy luôn các bạn ơi. Giờ tụi mình sẽ lấy thật là nhiều máu rồng về nha. Ui, mà chết rồi, xác nó bị mắc kẹt rồi. Chết, xác mắc kẹt rồi. Ở đây đúng không? Chờ chờ để mình nhìn vô coi coi Enderman có quánh mình không. Ủa đúng rồi, chế tạo cái này thì Enderman sẽ không có quánh mình. Nè nè, mình nhìn vô mặt nè. Nữ hoàng nè. để mình thử mình vứt cái này ra coi có quánh mình không nha. Có quánh không? Nhìn nè, nhìn mặt vô người nè. Hay là Enderman ở thế giới này hiền ta? Mình cũng chưa biết. Nhưng mà dù sao hắn không quýnh mình là vui rồi. Rồi giờ thì lấy cái xác rồng thôi. Như xác rồng nằm ở góc này thì phải á. Ủa đúng rồi, cái xác rồng ở đây nè. Còn không cho mình đập cái block nữa cơ. Nè nó bị vướng rồi nè các bạn ơi. Rồi sao lấy giờ ta? Chẳng lẽ lấy trên không vậy? À lấy trên không. Vừa bay vừa lấy máu rồng chứ. Rồi lấy được một ít cái lọ máu rồng tiếp rồi. Giờ thì bật cái bản đồ của thế giới Twilight Forest thì lên coi. Wow, phía trước này còn có một cái địa hình băng nữa nè. Không biết bây giờ mình quánh cái con rồng ba đầu được chưa ta. Để mình qua bển mình test thử luôn nhá. Nếu đánh được thì mình xơi luôn con rồng ba đầu luôn đi cho nó gọn. Ăn vô no bụng trước nè. Rồi bay thẳng về phía trước luôn. Đó, gần tới rồi. Nếu mình nhớ không làm á thì mấy vùng đất nào mà nó không có bị phong ấn á là mình bay vô nó không có cái kết giới các bạn ơi. Coi nào, coi có bị không nhá. Vô đây thì chắc chắn là mình sẽ bị đốt rồi, tại vì đây là vùng đất của cái con rồng mà ba đầu mà. Nè nè, hang của nó nè. Đó, đánh được chưa? Ui đánh được rồi. À không, chưa còn kết giới. Và con rồng ba đầu, trước khi đánh con rồng ba đầu đó thì mình phải đánh một con khác á. Thì đánh con nào nữa ta? Ở xung quanh đây còn con lít với một... Ui cái này nó có cái gì màu trắng trắng nè. Chưa, để mình nhìn theo bản đồ mình đi thử coi. Dập lửa trước cái đã, cháy hoài à. Rồi hết cháy rồi. Ồ, trên bản đồ có gì nhìn lạ lắm các bạn ơi. Ồ, một khu rừng gỗ băng xa mà. Hai cái hang rồng luôn. Hang động gì đây? Ui đây mưa axit à? Hay là tại cái... Mấy cái con này dám quýnh mình. Cái này có phải mưa axit không? Không, cái này không phải mưa axit. Ủa cái này mưa axit thiệt. Ây da. Ui chết mưa axit. Đây là vùng đất gì kỳ vậy? Đi ra các bạn ơi, mưa axit. Ui nguy hiểm thiệt á. Thôi nào, nhìn trên bản đồ ở đây có thêm một cái hang rắn nữa nè, để mình vô mình xơi thêm con rắn cho đỡ tức coi. Tự nhiên bị axit đốt một hơi à. Gắn nè. Các bạn để ý rất là ngộ nha, mình quánh đóng băng bằng đầu nó đúng không, một hồi cái phần đuôi nó cụp lại à, chả hiểu sao đánh đầu mà lại cụp đuôi. Thôi kệ, xơi nó là được rồi, chịu thua đi. Và rơi ra cho mình tiếp một cái Hydra Trophy cũng như là một ít cái Hydra Scale ấy để mình chế tạo đồ. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đặt ba lô xuống và nhét đồ vô trong thôi. Đó, cắt vô. Mấy thứ linh tinh như vậy thì mình sẽ vứt nè. Vứt. Rồi lấy ba lô và đi tiếp ra nào. Kỳ vậy ta. Ui, có con boss gì ngộ lắm. Chưa để coi mình có quánh được con boss không nhá.
ở góc dưới của bản đồ luôn nè. Hình như nó ở phía dưới các bạn ơi, hay là ở trên ta? Hình như cái khu rừng lá cứng này á là mình phải đi xuống dưới thì mới đánh được. Ở đây có con Toro nè. Đi đâu cũng gặp Toro hết trơn á. Rồi đi xuống dưới coi nào. Chắc là con đó ở phía dưới cái khu rừng bóng tối này rồi. Wow, khu rừng này thấy gì thôi chứ nguy hiểm cực kỳ luôn á. Vô cùng âm u và đáng sợ với những cái con quái vật khổng lồ, nhất là con nhện á. Đợt trước mình vào một lần thử rồi, có một con nhện nó bự ngay gấp đôi mình luôn. Mình cứ sợ nó ăn thịt mình không à. Coi coi, gần tới chưa? Nè, gần tới nè. Đây chính là nơi xuống. Chết chết con nhện slam. Ủa con này con bò cạp chứ, chứ mấy con nhện. Ui. Cái này cái gì đấy? Cái này là đường xuống đúng không? Không cho xuống luôn. Ui, cái này nó xây dựng cứng quá. Nó không cho mình đi xuống luôn nè. Là phải làm cái gì với cái này ta? Chết rồi, cái này có cách nào kích hoạt không? Cái này kiểu như là một cái ổ khóa vậy đó. Mình phải tìm cái chìa khóa hay sao ấy các bạn ơi. Chưa chưa, để mình lượn vài vòng ở đây coi. Ồ, đây lại có đường đi nữa nè. Wow. Ủa con boss gì xây dựng cái căn cứ ngộ vậy? Mấy cái này mình đập được không? Ủa mấy cục gạch này đập được mà. Đập xuống dưới thì hết đường mất tiêu rồi. Vậy thì hơi ăn gian. Nhưng mà mình hết cách rồi. Chưa chưa, để mình coi coi. Bật bản đồ lên nè. Nè 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 nè, nó có mấy cái đường hầm ở dưới nè. Ủa, dưới này rộng lắm. Vậy là phải tìm cách đi xuống dưới mới được. Chưa 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 chưa. Giờ là phải tìm cái công tắc mở khóa cái cổng cái đã. Kiểu như cái đường xuống nó bị khóa bởi một cái phong ấn hay cái gì đó rồi. Không thể nào xuống dưới được. Ui, đây có mấy nàng tiên nữa nè. Mấy nàng tiên trên cây luôn. Ủa, mấy nàng tiên liều nha, sống ở khu rừng bóng tối luôn. Ủa, rồi sao xuống dưới này ta? Ui da, cái này nó cứng chưa kìa. Ui. Ủa, nó bị phong ấn rồi nè các bạn. Nó bị phong ấn mất tiêu rồi. Mình đập tới đâu là nó phong ấn tới đó hả? Ây da, đi ra chỗ khác. Ủa, sao vô không chậm? Ủa, nó không cho mình chơi ăn gian rồi. Cái này nó xây dựng kết giới ghê quá. Ui, sao đặt TNT? Ui, chết rồi, mình chọc mấy anh khu mỏ sao rồi? Mấy anh khu mỏ ra nhiều quá. Qua đây có cái nào có công tắc không cho tôi xin với. Không có công tắc là không có vô được. Hay là phải đặt cái gì đó trên này ta? Đây là một con boss đó. Mở khóa. Ui, không mở khóa rồi. Ui, chết rồi, mình lỡ mình đập mất tiêu cái công tắc rồi. Cái này là cái trophy pedestal. Trophy pedestal. Chưa, các bạn đợi mình xíu nha, để mình tìm hiểu cách để chúng ta có thể xâm nhập vào cái công trình này coi, chứ cái này là mình bó tay rồi. Sau khi tìm hiểu thì mình mới biết là cái cửa này cần được kích hoạt bằng một cái đầu của một con rồng Hydra. Nhưng mà trước con rồng Hydra này lại là một cái con quái vật bò nấm ấy. Cho nên giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công việc đi tìm cái con bò nấm đó nha. Mình sẽ trở lại cái điểm xuất phát trước để dễ dàng tìm kiếm hơn. Mình sẽ đi về hướng bên này nè, hướng này mình chưa có đi. Rồi đi luôn thôi nào. Hy vọng rằng hướng bên này mình có thể dễ dàng tìm được con đó. Vì hình như cái con bò nấm đó chỉ xuất hiện ở cái vùng đầm lầy thôi các bạn ơi. Và đây cũng khá là giống vùng đầm lầy nè. Để nhìn trên bản đồ coi có gặp con nào không cái đã. Ui, có đi mà. Ui, đây có con rồng đó nè. Để mình đơm luôn con này đi, để kiếm thêm ít máu rồng mang về. Xin ít máu, xin ít máu rồng nha. Rồng ở đây có vẻ hơi yếu á. Hay là tại mình có kiếm dưới giáp diệt rồng ta? Chắc vậy rồi, chắc rồng này nó bị mình khắc chế bằng cái set đồ kỳ sĩ rồng rồi. Lúc trước thì dữ dằn lắm nha, nhưng mà giờ là chỉ như mấy tình lính gác thôi. Bình thường quá, chịu thua đi. Rồi, mình đã làm tịch xong con rồng. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục lấy máu nha. Rồi, đi tiếp thôi nào. Đi sau, ui. Đây là có một cái mê cung nè. Wow, mê cung luôn. Nhưng mà mình có thể nhảy một phát là qua được hết trơn à. Với lại trong này thì nó không có đồ xịn các bạn ơi, toàn là mấy cái đồ dởm dởm thôi.
đó, toàn là chủ yếu là mấy cái con đom đóm thôi à, nên chắc mình sẽ lấy vài con đi rồi mang về nhà chứ không có khám phá nốt cái chỗ này đâu. Ê, con nhỏ này lì nha, lì nha, thôi kệ. Ui, chó sói nữa, nguyên một đàn sói luôn chứ phải một con. Wow, hình như trong này mình nhớ không lầm còn có một cái nơi á có rất là nhiều chó sói giận dữ luôn á. Để coi coi có phải không ta, để mình lượn lượn ngang coi. Chắc là mình nhớ nhầm rồi. Thôi giờ thì đi tiếp thôi nào, không liên thoa liên thiên chỗ đó nữa, bật bản đồ lên coi. Có vẻ vùng này không có cái con bò nấm đó rồi. Chưa, để mình đi sau một đoạn coi coi có gặp không nhá. Tại vì cái chỗ con bò nấm nó cực kỳ dễ biết luôn. Nó có một cái gò đất rồi nó nhô lên đó các bạn ơi. Và trên gò đất đó có một cái lỗ, mình chỉ cần chui xuống cái lỗ đó là có thể đi xuống phần căn cứ của con bò nấm rồi. Nhưng mà khổ một cái là mình đi mãi vẫn chưa tìm thấy được. Ồ, chỗ này đẹp đi ta. Ôi, địa hình ở vùng khu rừng hoàng hôn này á, đẹp cực luôn. Wow, cái này mà xây nhà ở là hết sảy luôn á. Nhưng mà ở đây nó tối thui hả, tại vì chỗ hoàng hôn á các bạn, nên nó rất là tối. Ở đây còn có rồng nữa nè. Để mình đi sâu hơn về hướng này coi coi có gặp con bò nấm nào không nhá. Có vẻ không gặp rồi. Cố lên, mình tin rằng chỗ này chắc chắn sẽ có. Tại vì đây khá là giống. Ui, cái này đâu phải vùng đầm lầy đâu. Ui, chết rồi. Có vẻ tìm con bồ nấm hơi khó các bạn ơi, nhưng mà cố lên thôi chứ sao giờ. Rồi giờ thì mình sẽ đi tìm một đoạn nữa coi coi có duyên với cái con bồ nấm không nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá. Đang đi thì mình phát hiện trên trời có một cái vùng đất gì nè các bạn ơi. Ui, đây là mây hả? Đúng không? Mình đập cái mắt tiêu luôn. Mà trên này có mưa axit nữa. Ui, mấy bé này ổn không đây? Cái gì vậy? What? Đây là mình phiên bản siêu to khổng lồ hả? Ui, trời ơi, cái cúp kìa, cái kiếm kìa. Ui, cái kiếm kìa. Wow, 12 đam. Ui, đây là nhà người khổng lồ, cây khổng lồ nè. Ui, lần đầu mình gặp luôn. Ui, dưới này còn cái gì đặc biệt không ta? Cái này kiểu như sống trên mây vậy đó các bạn ơi. Ui, quá dữ. Rồi, tới vùng đất gì đây? Ui. Wow, một cái tòa tháp gì nè. Ui, tòa tháp gì mà bự vậy? Ai da. Ui, bị mưa axit còn bị mấy con boss này quánh nữa. Đau quá. Chịu thua đi, lẽ ta còn đi chỗ khác nữa. Rồi, lấy đồ rồi dọt coi. Chỗ này nó có mưa axit các bạn ơi. Ai da, mưa axit ngày càng đau á. Là vùng đất này nó còn phong ấn rồi nên mình chưa thể vào được ấy. Mình nghĩ khi nào mà mình tiêu diệt hết tất cả các con boss thì mình mới có thể tới cái vùng đất này được. Giờ thì tránh xa ra thôi. Đó, nó chỉ mưa đúng cái vùng đất thôi hà. Tức là vùng đất đó bị cấm á. Nhưng mà mình còn biết thêm được một nơi, đó chính là tòa tháp bí ẩn này. Cực kỳ đồ sộ luôn. Wow. Ui. Chết. Vẫn còn mưa. Tránh ra xa mới được. Kệ, từ từ, trước sau cũng khám phá mà. Giờ thì tập trung vào việc tìm cái con bò nấm kia thôi. Đi một hồi thì nó lại mở ra một chỗ có cái con Urgas rồi nè các bạn ơi. Biết giờ mình có đánh con Gas được không ta? Nhưng mà nếu mình... Ui, chết. Các bạn có thấy gì không? Đây chính là phong ấn của khu vực này á. Thôi, không vô được. Vậy là phải đánh theo thứ tự rồi. Ôi, dung chẩm là tối mịt luôn, không thấy đường gì luôn. Chết, rồi sao vậy ta? Mình phải tiếp tục đi tìm cái con bò nấm kia rồi, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy luôn á. Để mình đi tìm một đoạn nữa coi có gặp nó không nha. What? Phantom Crimson.
cái này là cái gì đây? Ủa? Công dụng chỉ là để mở lên thôi hả? Còn cái này là có táo vàng. Viên cưỡi chắc không cần đâu. Wow, và một quả trứng rồng lá nữa nè. Cái này có một cái coban siêu, một cái khiên bằng coban các bạn ơi. Và một những cái lọ thuốc có bánh mì thì mình lấy được nè. Wow, một món đồ bí ẩn nữa nên thôi mình sẽ cất vô đi. Còn cái khiên thì mình sẽ để dành để chiến đấu nhá. Mình đã hết thức ăn rồi các bạn ơi, giờ chắc mình sẽ lấy thịt heo rừng mình ăn đỡ đi chứ giờ hết thức ăn để bay rồi. Và thịt này thì không có chín nữa. À quên, mình có kiếm lửa mà. Không mà kiếm lửa cũng như không, cũng đâu có chín thịt đâu. Rồi lấy tạm mấy cái thịt heo này mình ăn nha. Tại vì thịt heo sống thấy vậy thôi chứ ăn hồi nhiều thịt lắm. Đó, ý chưa nấu á nha. Rồi giờ thì có ít thịt và đi tiếp để tìm cái chỗ của cái con bò nấm thôi nào. Tìm con đốt cực ghê luôn á, tìm mãi mà không gặp gì trơn hả. Đi một lúc thì mình lại gặp được một cái con rồng băng tiếp rồi nè. Hy vọng con này sẽ cho mình máu rồng nha. Con này thì cũng nhỏ thôi nên mình nghĩ mình có thể xơi được. Dám bài lượng với ai hả? Ai dạo vô. Hình như chiến đấu dùng băng giá thì là sở trường của hắn rồi nên hắn mạnh lắm. Giờ thì mình nết thức ăn rồi nên mình rơi tự do nè. Xuống đây anh bạn. Xuống đây. Xong người rồi. Dám xuống đây nè. Xuống đây cho người cắm đầu xuống đất luôn. Bay nữa. Ủa nó biết mình bay không được nên nó trêu mình kìa. Mày ghen lắm, ta ăn no một ta lên ta đơm người luôn. Dám chọc giận ta hả? Dám bay lượn rồi chọc giận nè. Chọc giận sai người rồi anh bạn. Con cáp mình nữa. Con hổ báo nha. Hổ báo hả? Này thì hổ báo này. Lần này thì mình sẽ kỹ lưỡng hơn, vứt mấy cái lúa ra nè, coi có lấy được máu rồng không nhá. Nè lần này thì lấy được. Ồ như vậy thì đồ mình phải thiệt là trống á thì mình mới có thể kiểu như là lấy được máu rồng á các bạn ơi. Và đây là vùng đất của nữ hoàng băng giá đúng không? Ôi chết, mình chưa có đánh được tại vì mình đang bị dính phong ấn tuyết nè. Ui đi đến đâu cũng gặp phong ấn hết trơn vậy trời. Ui bồ nấm ơi, làm ơn ra đi mà. Rồi ok, giờ mình sẽ cố gắng mở hết cái bản đồ này coi khu vực xung quanh đây có cái con bò nấm không nhá. Nếu không thì mình phải tạo ra một cái bản đồ mới rồi đi tìm tiếp thôi chứ sao giờ. Hiện tại thì mình đang dừng chân ở đây để nấu một ít cái thịt heo ra ăn các bạn ơi. Hết thức ăn rồi, ăn thịt sống hoài nó hồi đâu có nhiều đâu. Sẵn tiện đây thì mình sẽ chế tạo thêm một cái plank magic map nữa để mình dễ dàng tìm cái chỗ của con bò nấm hơn. Cần phải có mấy cái thứ cần thiết như vậy nè. Để coi còn thiếu cái đá phát sáng, bột đá phát sáng đâu rồi. Đây, và một ít giấy nữa. Rồi giờ thì chế tạo luôn thôi nào. Mình sẽ làm hai cái luôn đi. Đây, hai cái nè. Rồi đặt cái lòng quạ giữa và giấy ở xung quanh thôi. Rồi được hai cái. Giờ mình sẽ cắt bớt một cái và mở cái này ra. Ui chưa. Đi tới cuối đường mình mới mở ra nhá. Nếu không thôi thì nó sẽ ra một cái bản đồ bị trùng á. Lấy lại ba lô. Cái này thì không cần lấy. Và đập mấy cái úi chết rồi. Úi chết. À đây hammer đây. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy thịt ra nhá. Rồi vừa bay vừa ăn thôi nào. Lần này thì mình sẽ đi ra nốt cái bản đồ cũ nhá. Bản đồ cũ. Đây. Đi về phía trước nè. Nó đến khi nào nó không còn mũi tên mà nó chỉ còn một dấu chấm thôi á các bạn ơi. Đó như vậy nè thì mình sẽ bắt đầu kích hoạt một cái bản đồ mới. Búp. Thôi xong. Để được nè. Ui, vùng đất này màu hồng đó. Ui, cái này có vùng đất màu hồng nè. Ui, lạ nha. Được, qua đó khám phá luôn. Cái nào nổi lạ là mình khám phá liền các bạn ơi. Coi đúng không? Vùng đất màu hồng nhìn lạ lắm. Coi bản đồ. Ui, vùng đất màu hồng là vùng đất gì ta? Wow, để coi nào. Biết đâu vùng đất màu hồng đó là chỗ của con mushroom thì sao? Con bò nấm á. Đâu rồi? Ui, lót không kịp. Tới chưa? Đúng rồi nè. Còn là núm không nè? Ủa nhưng mà đâu có con bò nấm ở đây đâu. Đùa nhau à, trên bản đồ đâu có hiện cái trophy của con bò nấm ở đâu. Có mấy cái rương nào mình sẽ lấy đồ tạm đi. Ui, đồ dởm không bị ta. Nhưng mà ở đây nhiều nấm thiệt. Công nhận cái này mà không mà
Ôi, đây có làng luôn hay sao nè, đúng không? À, biết đâu con bọn nó mà tút trên này thì sao? Chưa 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 được, để mình tìm thử cái đã. Nè, trên đây có cái tán nấm bự lắm. Được 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 nha, vô trong luôn. Vô. Vô trong luôn. Đừng nói cái này đặt ruột là xác định. Ui thiệt hả? Ủa nó giỡn mà, đặt ruột thiệt rồi sao vô? Ui cái này nó đặt ruột thiệt luôn các bạn ơi. Thôi xong rồi. Tưởng đâu cái chỗ này là chỗ làng nấm. Ủa chỗ của con bò nấm thì hay biết mấy. Ai dè nó chỉ là một cái công trình bình thường thôi. Rồi giờ thì mình sẽ lượn ra khỏi khu vực này đi. Toàn là nấm không mà nhìn phát ngán luôn á. Ủa cái gì đây? À, dám hủy hoại ngoài làng nấm người ta. Dù người ta không có cho đồ mình, nhưng mà mình cũng đâu có được đốt đạn người ta như vậy. Tội này phải bị trừng phạt. Dám hổ báo ở đây. Hổ báo ở đây hả? Ở đây mình còn chưa dám hổ báo mà nó tên này dám hổ báo. Lượng đâu nữa anh bạn, chịu thua đi. Ui, ui. Mình đang đánh bằng cây kiếm. Ủa kiếm băng mà, kiếm lửa mới đúng. Kiếm lửa nè, nhưng mà nó cũng bị tắt à, bởi vì đây đang mưa. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu lấy vải đi. Mình cất mấy cái lọ vô trong hết trơn rồi. Được một ít đồ. Ui, có cái mầm cây gì nè. Cái mầm cây gì rất là lạ luôn. Nhưng mà mình sẽ lấy về trồng thử nhá. Biết đâu trồng một phát nó ra cái cây siêu bự như vậy thì sao, chắc thích lắm luôn á. Chỉ sợ là vùng đất mình khí hậu nó không thích hợp để trồng thôi. Rồi giờ thì đi tiếp nè. Đi đến khi nào mà trên bản đồ nó xuất hiện cái icon của cái con bò nấm đó thì thôi nhá. Chứ giờ mình không biết tìm ở đâu hết trơn á. Rồi giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình tìm thấy nó nhá. Ồ, mình phát hiện đây có một cái hang động băng giá này các bạn ơi. Ở đây có mấy anh bạn người lùn nè. Ô hiện 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 không sao, hên quá. Lần đầu. Ủa đây là bạn hay thụ đấy. Ui sao sao ẩm mình. Ui. Ui ẩm mình nè. Ui sướng nha. Ủa mấy anh bạn này vui ghê luôn á. Nhưng mà ở đây không có đồ hả? Mà ở đây không có đồ. Không có đồ thôi, mình sẽ bye bye mấy này rồi đi tiếp hả. Tại vì nãy giờ mình bay muốn gãy cánh luôn á, nhưng mà vẫn chưa gặp được cái con bò nấm nữa. Không biết con bò nấm có trong cái chỗ này không nữa ta. Không có là toàn mình thiệt luôn á, tại vì đánh được bò nấm thì mới đánh tiếp cái con rồng hai ra được. Mà bay mãi thì chả thấy cái icon của con bò nấm trên bản đồ hết trơn á. Rồi giờ thì gán đi tiếp một đoạn nữa coi coi có gặp không nhá. Mình đã mở xong cái bản đồ mới này rồi các bạn ơi, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái chỗ của cái con bò nấm nữa. Mình cũng bó tay luôn á, không biết con đó nó núp chỗ nào mà kỹ dữ không biết nữa. Thôi nãy giờ đi cũng rất là xa luôn rồi nè, nhìn trên bản đồ coi coi mình tới đâu rồi ta. Trời ơi. Ui mình đi đúng một vòng trái đất luôn rồi. Thôi thôi giờ trở lại cái chỗ của cánh cổng thôi. Thiệt tình luôn á, bữa nay thì chỉ tìm đúng được chỗ của, ủa đánh được đúng tòa tháp của Lick, cũng như là tìm được khá là nhiều công trình lạ luôn, và nhặt được rất là nhiều vũ khí mới lạ, nhất là mấy cái đồ khổng lồ này nè, kiếm với cúp á. Ui coi nó bự chưa kìa. Rồi và trong thời gian dưới 2 tập thì mình sẽ cố gắng đi loanh quanh thêm một lần nữa để coi coi có gặp được cái chỗ của con bò nấm không nhá, và tiêu diệt nó luôn. Và thật cảm ơn tất cả bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.